Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Ngày hôm nay thì mình đang có ở đây một bộ PC với mức giá 10 triệu đồng mà theo như đánh giá của mình sẽ là mức giá tiêu chuẩn để có thể build một dàn máy khá ổn để chơi những cái tựa game online hoặc là một số tựa game offline nhẹ nhẹ. Ở trong khoảng giá 10 triệu đồng thì chúng ta nên build như thế nào? Một số bạn sẽ nghĩ tới đó là sử dụng đồ cũ. Thế nhưng ở đây thì mình đã build một bộ máy mới 100%, tất cả các linh kiện đều rất mới và không có một linh kiện nào cũ. Ưu tiên hàng đầu của mình hiện tại đó là lựa chọn một mẫu card đồ họa mà trong cái tầm giá từ 3 đến 4 triệu đồng và phải mới 100%, thì cái ứng cử viên tốt nhất mà mình có ở đây là RX 560. Xét riêng về khía cạnh hiệu năng thì RX 560 sẽ có hiệu năng khá tương đồng khi so với GTX 1050. Thế nhưng bây giờ chúng ta đâu có thể mua được GTX 1050 mới đâu. GTX 1050 bây giờ các bạn mua thì khả năng cao sẽ chỉ mua được hàng cũ thôi. Mà đây là hơn 3 triệu thì với RX 560 mới 100% thì sẽ là một sự lựa chọn khá tốt. Và cái phiên bản RX 560 ở đây mình đang có là phiên bản đến từ Acer, và đây là phiên bản Acer Tiger với ngôn ngữ thiết kế của những cái bản card đồ họa được thiết kế cho AMD. Acer làm khá đẹp về cái phần nhiệt độ và cái điện năng. Khi các bạn sử dụng những mẫu card đồ họa của AMD sẽ có suy nghĩ rằng là nóng và tốn điện. Về cái mức độ điện năng ở đây thì phần mềm thì không cho phép đo. Thế nhưng mà các bạn về cái nhìn đầu tiên thì cái phiên bản RX 560 mình đang có ở đây thì sẽ sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin. Còn cái nhiệt độ mà khi chúng ta chơi game full load thì sẽ chỉ khoảng loanh quanh hơn 50 độ C thôi, và cùng lắm thì đạt khoảng 60 độ C. Nói chung là cũng khá khó để đạt được 60 độ C. Với cái nhiệt độ có thể nói là mát mẻ như vậy thì điện năng không thể nào tiêu tốn quá nhiều được. Và những cái bạn nào mà cảm thấy lo ngại rằng sử dụng đồ của AMD lâu dài thì có ảnh hưởng gì không, đến bây giờ RX 560 vẫn còn mới 100% thì các bạn nghĩ xem thì liệu có vấn đề hay không. Chắc chắn là không rồi. Về CPU thì đây sẽ là phần nhiều bạn ngạc nhiên nhất này. CPU mà mình cắm cho cấu hình 10 triệu đồng là CPU Pentium Gold G7400. Đã từ rất lâu rồi mà mình không hề động tới một mẫu CPU Pentium nào. Cơ bản bởi vì các dòng từ Core i3 trở lên của Intel làm tốt quá, thành ra những cái mẫu CPU của Pentium ít người chú ý tới. Thì với CPU Pentium Gold G7400 sẽ vẫn là một mẫu CPU Pentium có 2 nhân 4 luồng, dung nhịp boost cao nhất có thể đạt được là 3.7 GHz, và dĩ nhiên vẫn sẽ là phiên bản đời thứ 12 có tiến trình là 10 nanomet và socket 1700, tương tự với tất cả những cái dòng CPU thế hệ thứ 12 khác của Intel. Về mặt điểm số, nếu mà để lấy ra so sánh một cách dễ hiểu và dễ hình dung nhất thì Pentium Gold G7400 khi so với CPU Intel Core i3 10100F, tức là CPU đời trước đấy, thì cái hiệu năng đơn nhân của Pentium Gold sẽ nhỉnh hơn một chút khi so với Intel Core i3, còn hiệu năng đa nhân tất nhiên là CPU Intel Core i3 vẫn cao hơn bởi vì cái lượng nhân cao gấp đôi mà. Nhưng theo mình vậy là khá ổn so với một mẫu CPU dưới 2 triệu đồng. Một điều thì mình sẽ lưu ý với các bạn rằng mặc dù Intel đã thay đổi những hệ thống tản nhiệt trên hầu hết những dòng CPU đời mới, chúng ta sẽ có một cái thiết kế hệ thống tản nhiệt trông khác lạ đi một chút, sẽ có cái nhìn trông nó về mặt thị giác thì nhìn vào sẽ đẹp hơn về mặt lý thuyết thôi. Còn cái hệ thống tản nhiệt bên trong, tức là cái lõi với các cái mẫu CPU khác thì là lõi đồng với nhôm, còn đối với Pentium thì chỉ có mỗi lõi nhôm giống như những tản nhiệt thông thường thôi. Tất nhiên thì chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về cái vấn đề nhiệt độ khi chơi game là có nóng hay không, thì cái mức nhiệt độ mà mẫu CPU Pentium này tỏa ra cũng chỉ khoảng hơn 50 độ C thôi, bởi vì đây là một mẫu CPU có 2 nhân thôi, thế nên cái mức độ tản nhiệt của hệ thống tản mang lại là rất tốt và không cần phải lo lắng. Cái TDP tối đa mà mẫu CPU để đạt được là 65W, trong khi đó cái hệ thống tản nhiệt theo kèm đây thì cũng tản được 65W. Còn khi bạn chơi game thì CPU tiêu thụ khoảng chừng, mình nhớ không nhầm là từ 20 đến 30 hoặc cùng lắm là 40W điện thôi. Thế nhưng mẫu tản này tản nhiệt rất tốt. Tất nhiên thì những cái bạn nào mà có lo lắng về vấn đề tản nhiệt, mình hay gọi nhanh là nhiệt thủ, thì hoàn toàn có thể đầu tư thêm một hệ thống tản nhiệt rời để có thể sử dụng. Tất nhiên thì khi mà đấy thì cái chi phí đầu tư chúng ta sẽ cao hơn, tối thiểu khoảng 400.000. Dựa theo nhu cầu sử dụng là chơi game online là chính, thế nên để tiết kiệm chi phí thì mình sẽ chỉ cắm duy nhất là một thanh RAM 8GB. Dung lượng 8GB không nhiều nhưng về cơ bản là khá ổn để các bạn chơi game trong những cái lúc mà chúng ta đợi lương tháng tiếp theo để có thể mua thêm một thanh RAM nữa để nâng tổng dung lượng RAM lên là 16GB. Với cái dung lượng 8GB khi các bạn chơi game, hầu hết những cái tựa game hiện tại thì đều tiêu thụ khoảng từ 6 cho đến 8GB RAM. Tất nhiên là một số những cái tựa game nặng hơn thì sẽ tiêu thụ nhiều hơn, nhưng với cấu hình 10 triệu mà mình đang có ở đây thì chúng ta tập trung chính là chơi những cái tựa game khoảng nhẹ nhẹ thôi. Và để kết nối những linh kiện thì chúng ta sẽ cần một mẫu board máy chủ, và để tiết kiệm được chi phí vì sử dụng CPU Pentium, thế nên mình đã lựa chọn mẫu main đến từ ASRock, đây mẫu main H610. Thì cái mẫu main này sẽ có thiết kế form là micro ATX, nhưng nhìn kỹ một chút thì trông nó hơi giống một cái mẫu main mini ATX, nhìn trông khá ổn khi các bạn lắp lên toàn bộ những cái linh kiện. Ở đây thì trông tương đối nhỏ nhắn. Thì với cái mẫu main này thì chúng ta sẽ có tổng cộng 2 khe RAM với nâng cấp là
32GB. Thế nhưng mà mình nghĩ là các bạn chỉ cần mua thêm một thanh 8GB nữa cắm vào thành 16GB là đã sử dụng rất ổn rồi. Vẫn có cái PCIe 16 để có thể cắm card đồ họa rồi. Khi mà chúng ta lắp lên đây, các bạn nhìn đây này, trong bộ PC này thì trông khá giống mini PC nhưng mà trông nó hơi lạ đúng không? Thì khi các bạn bỏ ra 10 triệu đồng để mua cái cấu hình mình đang có ở đây thì cái phần vỏ cây các bạn nhìn thấy là đằng trước chúng ta sẽ có hai quạt LED, đằng sau có một quạt, thì hệ thống ba quạt này được lắp kèm theo PC. Các bạn chỉ cần mua về và các bạn đã có sẵn ba quạt đấy rồi. Các bạn không cần phải đầu tư thêm bất kỳ một hệ thống quạt rời để tăng cái khả năng airflow ở trong bộ PC của các bạn. Trước khi test hiệu năng thực tế thì điều kiện test ngày hôm nay thì sẽ là mình test ở trong phòng điều hòa 26 độ C. Mình sẽ mở kính ra và sẽ sử dụng màn hình đến từ LG với tên mã là LG27GP850 và mình sẽ setting màn hình ở độ phân giải Full HD cho phù hợp với cấu hình hiện tại. Đầu tiên như thường lệ sẽ là tựa game Liên Minh Huyền Thoại, một tựa game quá phổ biến xuất hiện ở cả SEA Games. Mức FPS mang lại sẽ dao động khoảng từ 120 cho đến 130 FPS. Nhiệt độ của cả CPU và GPU khá thấp, chỉ khoảng 40 độ C và cao nhất cũng chỉ đạt gần 50 độ C. Thì với mức load của GPU ở khoảng hơn 50% thì và cái mức FPS mang lại ở chế độ phân giải Full HD thì rõ ràng đây sẽ là một trong những cái trải nghiệm khá tốt để các bạn có thể chơi game và try hard. Thông thường thì với Liên Minh Huyền Thoại thì với những cái tiêu chí những cái sử dụng thì các bạn thấy ở đây thì tiêu thụ khoảng hơn 6GB RAM, còn nếu bạn nào mà cắm hai thanh thì sẽ khoảng ăn tối đa là khoảng 7GB RAM hoặc cùng lắm là 8GB. Thế nên với một thanh RAM mình cặp sẵn đây vẫn rất ổn để có thể trải nghiệm. Một tựa game MOBA khác ở trên nhà Steam đó chính là Dota 2. Tựa game này thì có cái mức cấu hình khá cao, mình nghĩ là cao hơn nhiều khi so với Liên Minh Huyền Thoại. Thì với cái thiết lập max setting và low setting thì mức FPS mang lại là khác nhau. Thì với max setting thì các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm ở mức FPS khoảng từ 80 đến 100 FPS. Tuy nhiên thì khi chúng ta lao vào combat, nếu các bạn để max setting và nhiều hiệu ứng skin xảy ra thì cái mức FPS sẽ bị tụt xuống. Còn những bạn nào mà để low setting thì FPS sẽ khá ổn định và sẽ giữ loanh quanh khoảng từ 80 cho đến hơn 100 FPS. Tất nhiên thì các bạn vẫn có thể để max setting để nhìn hiệu ứng cho đẹp, bởi vì game MOBA ta cũng không đặt quá nhiều vào FPS cao, chỉ cần trên 60 FPS là có thể trải nghiệm mà chơi hát được rồi. MOBA là vậy, còn những tựa game FPS thì sẽ hơi khác một chút, FPS càng cao càng tốt. CS:GO là một tựa game đòi hỏi sự ổn định cao và cần một mẫu CPU có hiệu năng đơn nhân tốt. Mặc dù thông số về CPU và GPU không được hiển thị, thế nhưng mức FPS các bạn có thể vẫn theo dõi được ở đây ở dưới góc và dưới màn hình, thì cái mức FPS sẽ dao động từ 120 cho đến 180 FPS trong suốt quá trình mình trải nghiệm. Một tựa game khác của nhà Riot đó chính là Valorant, một tựa game được lai tạp giữa CS:GO và Overwatch. Thế nên cái mức độ trải nghiệm về sản phẩm là khá hay. Cái tựa game này thì sử dụng khá tốt CPU với GPU, khi mà mức load của GPU lúc nào cũng quanh quanh khoảng từ 60 cho đến 90%, và cái mức FPS khi mình để max setting, high setting ở trên độ phân giải Full HD thì hoàn toàn có thể đạt được là gần 150 FPS. Thế nên những bạn nào mà sử dụng màn hình 144Hz để trải nghiệm những cái cấu hình như này là cực kỳ tuyệt vời. Chuyển sang một tựa game cũng là của Steam, đó chính là Naraka Bladespoil. Thì đây là một tựa game đốt phần cứng khá mạnh, thì với CPU và GPU gần như lúc nào anh em cũng có thể thấy được là full load. Thì cái phần setting ở đây thì mình đã để là mức setting thấp nhất và mức FPS trung bình mình đạt được khoảng từ 40 cho đến 60 FPS. Cũng khá là căng thẳng khi các bạn cố gắng try hard để có thể thử sức những cái tựa game mà có cấu hình sát phần cứng như vậy. Đấy là những tựa game online, còn những tựa game offline thì sao? Và mình sẽ lấy ra một tựa game đó chính là Shadow of Tomb Raider để thử sức Pentium và RX 560 có thể chơi được những cái tựa game offline như thế nào. Thì với những cái thiết lập ở mình là để low setting thấp nhất có thể thì cái mức FPS đạt được là từ 50 cho đến 60 FPS, CPU và GPU thì gần như là full load. Có thể nói như đây chính là chúng ta đã vận hết sức của Pentium và RX 560. Nhân tiện thì mình sẽ trả lời câu hỏi luôn cho các bạn là Pentium với RX 560 thì có gây ra cái tình trạng nghẽn cổ chai hay không, thì 100% là không. Hầu hết những cái tựa game mình test ở đây thì đều có chung một cái, đó chính là sử dụng cái hiệu năng đơn nhân của CPU và tận dụng khá nhiều vào GPU. Cái tựa game nặng hơn mà yêu cầu đòi hỏi cả CPU và GPU hoạt động cùng một lúc như kiểu Shadow of Tomb Raider thì GPU lúc nào cũng full load 100%. Như thế tức là chúng ta đã tận dụng được tất cả những hiệu năng của cả CPU và GPU, không gây lãng phí một đồng nào của các bạn. Thì với cấu hình hoàn chỉnh mình build đang có ở đây thì sẽ có mức giá 10.500.000 đồng khi các bạn sử dụng CPU Pentium G7400. Còn nếu như bạn nào mà cảm thấy cần nâng cấp một mẫu CPU dòng cao hơn, ví dụ như CPU Intel Core i3 12100F thì sẽ cộng thêm khoảng 700.000 nữa thì chúng ta sẽ có được một cấu hình
cũng tương tự như vậy nhưng sử dụng CPU là Intel Core i3. Để dễ hình dung hơn nữa thì hơn 10 triệu đồng chúng ta sẽ có Pentium và RX 560 và hơn 11 triệu đồng sẽ là Core i3 12100F và RX 560. Đường link của sản phẩm và mức giá của cấu hình mình sẽ để trong phần mô tả video để anh em có thể click vào. Anh em đánh giá sao về bộ PC hơn 10 triệu đồng mình đang có đây? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.